Hôm nay giao trà tắc cho người đẹp tiếp tục mọi người ơi. Người đẹp bán thịt heo đối diện. Đây giao trà người đẹp ơi. Giao trà 12.000 đồng. Vậy. Ủa đẹp mà còn giỏi nữa, còn có tài nữa. Yeah. Mà mọi người á, mỗi mọi người học chưa biết mặt. Rỡ khẩu trang cho mọi người biết mặt đi, chưa biết mặt. 1.000+ người coi mà không biết mặt. Cho người ta biết mặt đi. Người ta biết mặt đi chứ, chứ mai mốt mà người ta lợi. Biết mặt đi, cho người ta biết mặt đi. Cho người ta biết mặt. Ơi sao sao chuyện gì chuyện gì ờ giấy số bữa mua chưa trúng nè 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 bán tờ coi bán một tờ nào trúng á nè thì đó chọn tờ nào chọn đi một tờ 007 điệp viên 007 chiều đi Bến Tre hả chiều đi Bến Tre nha dạ rồi chiều đi Bến Tre chiều sổ nha. Ủa này rồi thấy mặt rồi mọi người ơi. Đây tôi đứng ngồi nha. Chụp tấm hình làm avatar nè. Quay nhỏ con của bà bán thịt nè. Quay nhỏ gái có giống mẹ không? Con bán hả? Ừ. Thiệt không? Ừ. Rồi. Con quanh mà. Vậy đó hả? Giống giống mẹ không? Vậy mà bữa nó chưa có chồng. Bà đậu. Giờ nó có con rồi. Bà nó chưa có chồng. Cái này là anh nói nha, em chưa nói nha. Bà giờ có chồng. À, mà chuyện mà chưa có chồng mà có con mình là chuyện bình thường mà. giờ vậy là bình thường rồi uống đi nha bữa sau mua tiếp nha ngày nào cũng uống hết á ngày nào cũng uống hết rồi hôm nay không có khẩu trang đẹp hơn nữa nha cứ làm như vậy đi dạ dạ lịch ở đâu lịch hả rồi lịch chưa tới hết năm mà từ từ cũng có thôi